Quân luyện viên Park Hang Seo, Việt Nam buộc phải thắng Myanmar để giành ngôi đầu bảng B. Quân luyện viên Park Hang Seo cho biết Việt Nam sẽ phải thắng Myanmar ở trận đấu ngày mai 3 tháng 1 trên sân Mỹ Đình để giành vị trí nhất bảng B. Ngày mai chúng ta có trận cuối cùng gặp Myanmar ở bảng B. Đây là trận khai sân năm 2023 của bóng đá Việt Nam. Tôi tin đội tuyển của chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất để mở màn năm 2023, hướng đến có nhiều kết quả tốt đẹp cho bóng đá Việt Nam trong năm nay. Trận đấu này, tuyển Việt Nam bắt buộc phải thắng để đạt ngôi đầu bảng. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét kết quả các trận bảng A, xem đội nào vào bán kết. Tất nhiên, những đội giàu đến bán kết thì thực lực đều như nhau. Nếu gặp thì đều chiến đấu hết mình, của luyện viên Park Hang-seo cho biết. Theo ông Park Hang-seo, trong trường hợp Nhất Bản, Việt Nam sẽ đá trận bán kết lượt đi trên sân khách vào ngày 6 tháng 1. Khi đó, đội sẽ phải tính phương án duy trì, phân phối thể lực cho cầu thủ, ông Park Hang-seo cho biết trong trường hợp mùng 6 đá thì mùng 4 phải lên đường và hành trình di chuyển khá giấc giả Chúng tôi đã chuẩn bị để chiến thắng Myanmar, tùy kết quả hôm nay ở bảng A và ngày mai ở bảng B, chúng tôi sẽ xây dựng các kịch bản khác nhau. Nhà cầm quân Hàn Quốc từ chối đưa ra dự báo về việc sẽ gặp đội nào ở bán kết, do bóng đá tồn tại nhiều yếu tố bất ngờ. Đề cập đến đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo nói, mỗi vị trí ban huấn luyện đều xây dựng sẽ có hai cầu thủ hoặc hơn, sự khác biệt không quá chênh lệch, khác biệt đôi chút là cầu thủ nào đá được trận nào, cầu thủ nào không đá được trận nào. Trong 5 năm qua chúng tôi đã giảm tối đa khoảng cách giữa các cầu thủ, 23 cầu thủ dự AFF Cup 2022 đều là những cầu thủ tốt. Tôi tin tưởng khi vào sân, họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó là ưu điểm lớn nhất của bóng đá Việt Nam, ông Park Hang Seo nói. Đánh giá về Myanmar, của luyện viên Park Hang Seo nói, đây là đội bóng có huấn luyện viên người Đức đã từng đưa Myanmar dự SEA Games 31 vừa qua. Quân luyện viên Anton Hay có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng nước ngoài như các đội châu Phi. Ông Park chỉ ra các yếu tố chuyên môn liên quan Myanmar. Trong ba trận vừa qua, họ chỉ giữ bốn cầu thủ chính và xoay vòng ở các vị trí còn lại. Ngoài ra, vị trí thủ môn sử dụng ba thủ môn mới ở ba trận đấu thường thì xu thế của các quốc luyện viên sẽ ưu tiên ổn định vị trí thủ môn ổn định, nhưng Myanmar lại khác. Ở trận tới, số 11 của Myanmar bị hai thẻ vàng sẽ gián mặt. Số 5 đá biên nhận thẻ đỏ cũng sẽ nghỉ. tuyển Myanmar có đặc trưng là kỹ thuật tốt, nếu để họ thoải mái đá sẽ rất hay. Đặc biệt, họ đang ngắn phối hợp tốt, cầu thủ có kỹ thuật khéo léo, mỗi đội đều có một ưu nhược điểm. Họ là đội bóng phản công nhanh. Hiện nay theo tôi thống kê thì họ 4 bàn và thủng lưới 6 bàn, thua nhiều hơn. Đây là điều mà đội tuyển Việt Nam cần nghiên cứu và khai thác. Tại AFF Cup 2022, cổ động viên Indonesia cho thấy sự cầu nhiệt rất lớn từng gây nên sự cố tấn công xe đội khách Thái Lan. Theo quốc luyện viên Park Hang-seo, nếu gặp Indonesia, VFF cần yêu cầu đội bạn đảm bảo an toàn. Trong mỗi giải đấu sẽ có phan cuồng hoặc là những người quá khích. Bóng đá là môn thể thao có tinh thần dân tộc lớn về những hành vi mất lý trí không kiểm soát của cổ động viên tôi nghĩ không nên làm như vậy nếu như điều này có tiền lệ thì vff hoặc chính phủ cần có yêu cầu đảm bảo an toàn bảo vệ cho tuyển việt nam và các đội khách khác thi đấu ở nước ngoài tôi không rõ tình hình đội thái lan bị cổ động viên đe dọa trước đó nhưng nếu có tiền lệ thì chúng ta cần đặt vấn đề việc bảo vệ đội khách là điều mà các nước chủ nhà phải làm nếu đội khách sang việt nam thì chúng ta cũng phải bảo vệ họ quyết lương viên bác hành So nói tiền dạy nguyễn quang hải trong khi đó chia sẻ để tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu với Myanmar. Quang Hải cho biết, bản thân đã bình phục 100%, anh tỏ ra tự tin dù chưa ghi bàn thắng nào từ đầu giải đấu. Quang Hải cho biết. Khi trở về từ Pháp, tôi không có gì bỡ ngỡ, không lo lắng điều gì. Quãng thời gian thi đấu đội tuyển, tôi đã thấm nhuần triết lý và mọi thứ, thích nghi nhanh nhất. Mỗi một chuyến đi, tôi sẽ tích lũy nhiều kinh nghiệm để có thể hoàn thiện thích nghi tốt nhất ở mỗi môi trường mà tôi đến. Tôi chưa ghi bàn, nhưng có một kiến tạo. Mọi thứ vẫn đang trước mắt. Tôi vẫn nỗ lực mỗi khi được giao nhiệm vụ. Quan trọng là chiến thắng cho đội bóng. Mỗi cầu thủ luôn phải hoàn thiện vai trò và nỗ lực hết mình. Tôi luôn khát khao ghi bàn khi ra sân và ở trận đấu này. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày mai 3 tháng 1 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chín bàn và chưa để lọt lưới, đội tuyển Việt Nam rất tự tin bước vào trận đấu với Singapore. Với đẳng cấp vượt trội, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo ra thế trận áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng. Tuy nhiên, trước hàng thủ dày đặc của Singapore, đội tuyển Việt Nam đã không thể ghi bàn và đành chấp nhận kết quả hòa không đều. Huấn luyện viên Park Hang-seo thay đổi nhân sự khá nhiều do lịch thi đấu dày. Ông tung ra Thanh Bình, Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang, Văn Quyết, Tuấn Hải, Văn Thanh và Hồng Duy trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Những phút đầu, hai đội chơi tỏ ra khá thận trọng và chủ yếu dùng các pha bóng dài để thử thách nhau. Đội tuyển Việt Nam có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 11 khi Văn Quyết sút xa bất ngờ khiến thủ môn Sunny chỉ đẩy được bóng ra, nhưng anh kịp quét chân phá bóng ngăn Tuấn Hải đá bồi. Văn Quyết sau đó đánh đầu ngược vọt xà từ quả tạt của Hùng Dũng phút thứ 21 và 3 phút sau Hùng Dũng có cú đá từ xa không cần đà, đi chạy cột dọc. Mặc dù thế trận áp đảo nhưng càng về cuối hiệp 1, đội tuyển Việt Nam càng bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm trong phản công của Singapore. Vài tình huống trả đòn của đội chủ nhà diễn ra trong khi các tiền vệ Việt Nam không về kịp, và ở phút thứ 38, Fendi Ahmad thậm chí đã đón được một quả treo bổng vào vòng cấm Việt Nam, nhưng Thanh Bình đã ra tay ngăn cản kịp thời và chính Amad bị trẹo chân phải rời sân sau pha bóng đó. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo bắt đầu tung dần Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh và Văn Đức vào sân. Thế trận hiệp 2 gần như thuộc về đội khách, nhưng số cơ hội nguy hiểm chỉ bắt đầu tăng từ nửa sau hiệp, mở đầu với cú vô lê ngoài vòng cấm của Tiến Linh phút thứ 65 bị Sunny cản phá. Phút thứ 78 Văn Thanh đã căng ngang cắt mặt cầu môn Singapore, nhưng không ai băng vào kịp. Và ở phút thứ 84, Singapore quá may khi cột dọc từ chối cú đá chân trái búa bổ của Hoàng Đức. Cuối trận, đội tuyển Việt Nam có thêm hồ tấn tài để tạo thế hãm thành, nhưng cơ hội tiếp tục trôi qua. Phút thứ 87, Hồng Duy căng vào và Văn Quyết đã bỏ bóng để Tiến Linh có cơ hội, nhưng lại sút trúng người đối phương, trước khi Hoàng Đức vô lê bồi ra ngoài. Tiến Linh tới phút thứ 90 cộng 5 đánh đầu ra ngoài trong thế trận bị tranh chấp trên không và tỷ số không đều khiến hai đội chưa bên nào cầm chắc vé đi tiếp. Các tại lượt trận bảng B Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Malaysia. Xoay quanh trận đấu vừa qua, tình huống Việt Nam được hưởng một quả phạt đền sau lỗi phạm lỗi của hậu dây Azam Admi với đoàn văn hậu khiến cho nhiều người thắc mắc. Phút thứ 59 của trận đấu, trọng tài chính người Nhật Bản ông Sato Ryuji đã cho tuyển Việt Nam hưởng quả phạt đền sau khi nhận thấy hậu vệ đoàn văn hậu bị hậu vệ Azam Admi chơi xấu ngoài vòng cấm. Điều này khiến cho nhiều cổ động viên chưa hiểu được quyết định thổi phạt penalty của vị vua áo đen người Nhật Bản. Tuy nhiên, trên thực tế, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã có những quy định rõ ràng về tình huống phạm lỗi của một cầu thủ với đối phương ở vị trí ngoài sân. Song theo tìm hiểu ở bộ luật thi đấu của FIFA, tình huống thuộc 11m này được dựa trên quy tắc 14 của FIFA. Cụ thể, luật đã quy định rõ một cú đá phạt đền sẽ được trao nếu một cầu thủ thực hiện một cú đá trực tiếp tại khu vực phạt đền hoặc bên ngoài sân được tính như một phần của trận đấu đã được mô tả trong quy tắc số 12 và 13. Quy tắc 12 lại ghi rõ, nếu một cầu thủ bị phạm lỗi ngoài sân thì trọng tài sẽ cho thực hiện quả đá phạt trực tiếp ở chỗ đường biên gần nhất với điểm phạm lỗi và nếu điểm đá phạt trực tiếp nằm trong vòng cấm đội phạm lỗi thì sẽ là một quả đá penalty. Và đúng theo luật, đội tuyển Việt Nam xứng đáng được hưởng quả phạt 11m. Trọng tài Sato cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền trước nhưng ông phải tham khảo thêm trợ lý số 2 sau đó về việc đưa ra thẻ phạt. Sau chưa đầy một phút tham khảo, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp cho Azam Admi và mời cầu thủ này ra khỏi sân. Trung cuộc Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 3-0, tạm thời vươn lên ngôi vị nhất bảng B.